Từ thành phố Hồ Chí Minh, mất khoảng 2 tiếng di chuyển bằng máy bay BE-382 của hãng hàng không Royal Brunei, chúng tôi đã có mặt tại Bandar Seri Begawan, thủ đô của Brunei. Brunei là đây, một vùng đất bí ẩn và cuốn hút tựa như xứ sở hạnh phúc trong những câu chuyện thần tiên mà chúng tôi vẫn nghe từ thuở nhỏ. Câu chuyện ấy kể rằng, ngày xưa, có một xứ sở nhỏ bé, thanh bình, người dân sống hạnh phúc, ai ai cũng có đủ cơm ăn, áo mặc, được học hành đến nơi, đến chốn, được có nhà ở, mọi người sống chan hòa, tôn kính hoàng gia và cầu nguyện sự che chở của Đức Allah. Vương quốc cổ tích ấy có tên gọi đầy đủ là Negara Brunei Darussalam, có nghĩa Vương quốc Brunei, nơi ngự trị của hòa bình và hạnh phúc. Nói Brunei là xứ sở cổ tích vẫn còn tồn tại ngày nay cũng đúng. Bởi lẽ không có ở nơi đâu như Brunei, mọi thần dân của vương quốc này ngay từ khi còn trong bụng mẹ đã mặc nhiên được đảm bảo một cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Với mức phí $1 Brunei tương đương khoảng 16.000 Việt Nam đồng, người dân ở đây có thể chi trả tất cả các phúc lợi căn bản của cuộc sống, từ chuyện học hành cho con trẻ, khám chữa bệnh cho bản thân và có một căn nhà như mơ ước. Brunei tuyệt vời là thế. Vương quốc nhỏ bé này đã thu hút chúng tôi ngay từ những cái nhìn đầu tiên. Đó là một đất nước giàu có, xa hoa, lộng lẫy đến không ngờ. Mặc dù biết rõ Brunei là một quốc gia sở hữu lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, thế nhưng chúng tôi đều không giấu nổi sự bất ngờ và ngạc nhiên trước sự thịnh vượng của vương quốc này. Vàng ở khắp mọi nơi, từ các thánh đường, bảo tàng, cung điện cho đến các khách sạn 4-5 sao, mọi thứ đều được dát vàng. Đẹp nhất và hoành tráng nhất phải kể đến thánh đường Jem Al Hassanin Bolika Mosque, thánh đường lớn nhất Đông Nam Á. Thánh đường được xây dựng năm 1988 và hoàn thành năm 1994, nhân kỷ niệm 25 năm, ngày quốc vương Hassanan Bolkiah lên ngôi với tổng số tiền xây dựng là $200 triệu. Kiến trúc tinh tế với mái vòm được mạ bằng 5 tấn vàng ròng làm cho thánh đường luôn nổi bật trên nền trời, bất kể ngày hay đêm. Ảnh hưởng của Hồi giáo ở cái vương quốc Brunei này thì có thể nói rằng đây là một cái hành trình khá là tuyệt vời. Sau những cái ngày mà rong ruổi tham quan rất là nhiều những cái điểm ở Indonesia, ở Bali, thì khi quay về chúng ta thấy một Brunei rất là nhẹ nhàng, rất là yên bình, những cái dịch vụ rất là cao cấp, những cái khách sạn rất là sang trọng, rất là xa hoa, những điểm du lịch không nhiều nhưng rất chất lượng và rất rất phù hợp cho những ai yêu thích cái sự nghỉ dưỡng. Sau một cái hành trình dài thì chúng ta sẽ có được những cái ngày vừa tham quan vừa kết hợp nghỉ ngơi và tận hưởng những cái dịch vụ cao cấp. Nói một cách khác, với diện tích nhỏ bé chỉ gần 6.000 km² và dân số chưa đầy nửa triệu người, thế nhưng không vì thế mà Brunei mất đi nét quyến rũ của riêng mình. Người ta sẽ khó mà có thể tin được vương quốc Brunei có khách sạn được dát bằng vàng nếu không tận mắt trải nghiệm đẳng cấp hoàng gia tại The Empire Hotel and Country Club, khu phức hợp khách sạn xa hoa bậc nhất vương quốc Brunei. The Empire Hotel and Country Club được xem là khách sạn cao cấp nhất của châu Á và là một trong 10 khách sạn đẹp nhất thế giới. Nơi đây được ví như một thành phố thu nhỏ với đầy đủ các khu vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất. Có diện tích rộng đến 180 hectare với 443 căn phòng. Trước đây, The Empire Hotel từng là nơi ở của hoàng gia Brunei. Sau này được tu sửa thành khách sạn 6 sao. Vì là khách sạn hoàng gia nên mọi thứ vật dụng nơi đây đều được dát vàng. Giá phòng ở đây rất đắt. Có những căn phòng lộng lẫy, xa hoa với mức giá lên đến $18.000 một đêm. Lưu trú ở khách sạn The Empire Hotel and Country Club cũng là điểm nhấn đặc biệt khó quên của các du khách Việt Nam khi đến với vương quốc Brunei. Nhìn chung, du lịch Brunei vẫn còn khá mới mẻ với người Việt Nam, song không vì thế mà hành trình khám phá vương quốc cổ tích này kém đi phần thú vị. Brunei thích hợp với du lịch nghỉ dưỡng, với những ai muốn tìm kiếm những nét độc đáo về văn hóa, lịch sử và con người nơi đây.
mà đã nói đến biểu tượng của lịch sử, văn hóa và sự phát triển của đất nước Brunei, không thể không nhắc đến làng nổi Kampong Ayer. Được mệnh danh là Venice của phương Đông, làng nổi Kampong Ayer là một thế giới trải dài trên sông Brunei. Nơi đây có khoảng 30.000 cư dân sinh sống. Với bề dày lịch sử hơn 600 năm, làng nổi Kampong Ayer gợi lên trong chúng tôi những cảm giác vừa lạ vừa quen. Quen bởi như ta đang xuôi qua những xóm ấp vùng sông nước miền Tây ở Việt Nam. Còn lạ bởi dù trên sông nhưng những thiết bị trong các ngôi nhà rất hiện đại, hệ thống điều hòa mát lắp đặt khắp nơi. Làng nổi Kampong Ayer còn được gọi là di sản sống của Brunei, là niềm yêu quý và đầy tự hào của người dân Brunei. Chính vì thế, từ các thần dân cho đến quốc vương, tất cả đều cố gắng bảo tồn những nét độc đáo của làng nổi Kampong Ayer. Khi mà tôi đặt chân tới cái vùng đất Brunei này thì cảm giác đầu tiên tôi thấy một cái đất nước rất là thanh bình. Người dân Brunei ở đây thì rất là hiền hòa và hay tạo cho tôi một cái cảm giác thì nó rất là ấm áp. Đường xá thì rất là đẹp, cây xanh rất là nhiều, đền đài thì rất là sang trọng. Nói chung là tôi thấy cuộc sống ở đây rất là tốt. Cứ thế, hành trình khám phá vương quốc cổ tích cứ đong đầy thêm những cảm nhận rất riêng về đời sống văn hóa, về những điều mà tưởng chừng chỉ có ở truyện cổ tích. Brunei thanh bình, người dân ấm no, hạnh phúc, để lại trong lòng du khách biết bao cảm xúc. Đi để hiểu và đi để khám phá, đó cũng là cách để chúng ta làm giàu thêm kiến thức, làm tăng thêm sự hiểu biết của mình. Vì thế, hãy cứ bước đi, đừng dừng lại, bởi cuộc đời là những chuyến đi.